phi lưu tiểu thuyết Võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Giờ phút này, khoảng cách tận thế giáng lâm còn có 30 ngày. Trình Dương xuyên việt đạo thế giới song song trở thành một cái phú nhị đại. Lại bị hệ thống báo cho biết giờ phút này khoảng cách tận thế giáng lâm còn lại 30 ngày. Trình Dương trở thành một phú nhị đại khổ bức. Người khác ăn nhậu chơi bời, ta lại muốn xây dựng lớn. Đinh. Ký chủ ký đến thành công ban thưởng tận thế sinh tồn thủ tắc một quyển. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Tận thế đánh dấu hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu tử, không sao chứ, trên đầu chảy máu rồi. Chuyện gì xảy ra, đụng người. Dương Thiếu Dương Thiếu Đừng làm tôi sợ, Tỉnh lại đi. Tài xế sau anh còn thất thần, mau đưa đến bệnh viện đi. Các vị lão thiết, ở bên cạnh ta vừa mới phát sinh một vụ tai nạn xe cộ, chúng ta cái này liền đi xem. Trình Dương xoa cái đầu choáng váng của mình đứng dậy, nhìn đám người xung quanh, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hết thảy xung quanh. Nội tâm khiếp sợ làm cho hắn đều quên đau sót trên người. Mình dường như là xuyên qua À, rất nhiều tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu Trình Dương, Trình Dương trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Chính mình đích xác xuyên qua, xuyên qua đến một cái thế giới song song. Bất quá, ở trong thế giới này, mình không còn là một người làm công khổ bức ở tầng dưới chót xã hội nữa. Mà là xuyên qua thành một phú nhị đại. Trong trí nhớ của Trình Dương, mỗi ngày đều ăn chơi đàn điếm với đám bạn xấu bên cạnh. Làm mọi thứ trừ công việc. Ngay vừa rồi, Trình Dương không cẩn thận đi tới đường xe chạy, bị một chiếc xe ngựa bình thường đụng phải. Tuy rằng tốc độ xe cũng không phải quá nhanh, nhưng là bởi vì Trình Dương đã sớm bị miệt mài móc sạch thân thể, lại thật khéo không khéo một đầu đụng vào ven đường trên đá, dẫn đến một mạng nhà ma, lúc này mới cho Trình Dương xuyên qua cơ hội. Trình Dương trong lòng kích động a, à, phấn đấu hơn 10 năm, chính mình cũng không có lăn lộn ra trò gì, không nghĩ tới hiện tại hết thảy trong nháy mắt viên mãn. Tiểu tử Ngươi. Ngươi không sao chứ? Tài xế xe BMW là một người trung niên hói đầu, lấy ra một chiếc khăn lông trắng đưa cho Trình Dương, vẻ mặt khẩn trương. Gia cảnh hắn giàu có, có mấy trăm vạn tiền gửi ngân hàng, cuộc sống coi như không tệ, ở trong thành phố này cũng thuộc về một giai cấp trung lưu, xuất hiện loại sự cố này vốn không nên khẩn trương như thế. Nhưng anh liếc mắt một cái liền nhìn ra quần áo trên người Trình Dương cho đến đồng hồ đeo tay đều là hàng hiệu thế giới một thân trang phục ít nhất cũng phải gần trăm vạn. hắn biết loại người này căn bản không phải hắn có thể chọc tới. một khi xảy ra vấn đề gì, hắn chính là liều mạng tất cả, cũng chưa chắc có thể bồi thường nổi. anh lái xe như thế nào? đồ không có mắt, biết anh đụng vào ai không? trình nhị thiếu của tập đoàn hàng đông. một gã thanh niên tóc vàng bên cạnh trình dương sông lên bắt lấy cổ áo tài xế bmw, tức giận quát. vừa rồi có thể đem tóc vàng hù chết nếu như Trình Dương bị đụng ra cái gì tốt xấu đến, hắn tuyệt đối phải chịu không nổi đâu. Hiện tại thấy Trình Dương không có việc gì, liền trút hết tức giận lên người tài xế BMW. Nghe được tên Trình Nhị Thiếu của tập đoàn Hàng Đông, người vây xem lập tức tản đi một nửa. Cái gì? Trình Nhị Thiếu, một trong tứ công tử Giang Thành. Tài xế BMW vừa nghe, mặt đều sợ tái mét, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn bởi vì công tác tính chất nguyên nhân, tại Giang Thành cũng nhận thức không ít có uy tín có mặt nhân vật, tự nhiên cũng biết tại Giang Thành người nào không thể chọc. Trình Dương, vừa vặn chính là một trong số đó. Toàn bộ Giang Thành nổi danh Hoàng Khố Công Tử, tuy rằng cũng không giết người phóng hỏa, nhưng là trên người thói quen xấu cũng không ít, tuyệt không phải người thiện. Đụng vào hắn, không chết cũng phải lột da. Trình Thiếu, tôi thật không phải cố ý, là tôi hồ đồ. Lái xe không có mắt tôi nên đánh không tôi đáng chết kính xin nhị thiếu nể tình tôi trên có già dưới có trẻ tha cho tôi một mạng tài xế bmw hoàn toàn lúng cuốn gặp được người khác có lẽ còn có thể lấy tiền giải quyết nhưng ở trước mặt trình dương tiền căn bản giống như là giấy lộn nói có phải anh bị người ta thuê cố ý lái xe muốn mưu sát dương thiếu chúng tôi dương thiếu anh nói nên xử lý hắn như thế nào lại đập vỡ đầu dương thiếu chúng tôi chảy nhiều máu như vậy tóc vàng vốn còn lớn tiếng quát tài xế bmw quay đầu lại lập tức thay bằng một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt trình dương không có đáp lại hắn hiện tại vừa mới xuyên qua tới nhất thời còn không cách nào thích ứng những chuyện này nhưng loại trạng thái này ở trong mắt tài xế bmw lại là một loại lạnh lùng đáng sợ trình thiếu còn cầu xin anh thả tôi một con ngựa Tài xế BMW lập tức ông lấy bắp chân Trình Dương, dù sao người như Trình Dương, muốn cho tài xế BMW hai bàn tay trắng quá dễ dàng. Dương Thiếu Dương Thiếu, rốt cuộc xử lý tên này thế nào? Tóc vàng thấy vẻ mặt Trình Dương rõ ràng có chút không đúng, cẩn thận chạm vào Trình Dương hỏi. À, không có việc gì, tôi không có việc gì, chỉ là hơi choáng ván đầu mà thôi. Cảm ơn, cảm ơn anh. Trình Dương lúc này mới kịp phản ứng, sau đó kéo tài xế BMW lên. Cảm ơn tôi. Tài xế BMW ngây ngẩn cả người. Tóc vàng cũng là nhất thời không kịp phản ứng, ngay dại. Người qua đường xung quanh sau khi nhìn thấy biểu hiện của Trình Dương cũng là toàn thể mơ hồ. Một người bị xe đụng ngã, đang nói lời cảm ơn với tài xế. Tất cả mọi người hoài nghi mình nghe lầm. Trình Thiếu, rốt cuộc cậu muốn làm gì, xin cứ việc nói chỉ cần chuyện trong phạm vi năng lực của tôi tôi nhất định sẽ làm theo tài xế bmw rất nhanh phản ứng lại anh ta cho rằng trình dương nói hoàn toàn trái ngược ý này là căn bản sẽ không cho mình cơ hội sửa sai dương thiếu tôi hiểu rồi cậu yên tâm đi tôi khẳng định sẽ làm tốt chuyện này tóc vàng hình như cũng hiểu ý trình dương sau đó kéo tài xế bmw muốn đi trình dương hiểu đối phương hiểu lầm ý mình trầm giọng nói tôi thật sự không sao, chỉ là một ít trầy da mà thôi, băng bó một chút là được. Tóc vàng, để anh ấy đi đi. Dương thiếu, tôi không nghe lầm chứ. Tóc vàng nghi hoặc hỏi, Trình Dương sau khi bị đụng, tựa hồ có chút không thích hợp. Ta nói, để cho hắn đi. Trình Dương trừng mắt liếc tóc vàng một cái, lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên phải cảm tạ tài xế BMW, nếu như không phải tài xế BMW đâm chết Trình Dương nguyên bản, chính mình làm sao có thể cưu chiếm tổ chim khách, hưởng thụ cuộc sống thượng phú nhị đại đây. Lại nói tiếp, tài xế BMW chính là ân nhân của hắn. Vâng, vâng. Nhìn thấy ánh mắt Trình Dương, tóc vàng vội vàng buông lỏng tài xế BMW ra, anh biết Trình Dương nghiêm túc. Xong rồi, Dương Thiếu đầu khẳng định bị đụng hồ đồ. Tóc vàng nghĩ như vậy. Dương Thiếu, tôi. Tôi đưa cậu đi bệnh viện tài xế bmw tuy rằng cũng có chút không hiểu nhưng hắn cũng không dám cứ như vậy bỏ đi vội vàng mở cửa xe nói với trình dương cũng tốt trình dương gật gật đầu sau đó ngồi vào ghế sau tự mình lái xe là không được hơn nữa hắn cũng không muốn vừa trở thành phú nhị đại liền chảy máu quá nhiều mà chết tóc vàng cũng lên xe theo tài xế bmw khởi động xe chạy về phía bệnh viện trình dương không nói gì bây giờ đã thành công xuyên việt như vậy ngón tay vàng có phải cũng nên đến sổ sách hay không? Kiểm tra đo lường được ký chủ, hệ thống dung hợp bên trong, dung hợp tiến độ 1%. Trình Dương không khỏi kích động một trận, ngón tay vàng của mình quả nhiên đến sổ sách. Hệ thống dung hợp tiến độ 100%, tận thế sớm ký đến hệ thống trói định thành công. Tận thế đến ngược ngày thứ 30, ký chủ có thể ký đến, có hay không ký đến. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Người tốt nhất cho hắn xem đầu óc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trình Dương còn không có từ đạt được hệ thống hưng phấn trong chậm lại, xuyên qua trở thành phú nhị đại, lại có hệ thống gia thân, ngày sau trở thành thế giới nhà giàu nhất không thành vấn đề. Đến lúc đó nhân sinh kia. Chật chật nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của Trình Dương, đã không còn từ ngữ nào để hình dung. Tận thế đến ngược ngày thứ 30, ký chủ có thể ký đến, có hay không ký đến. Hệ thống lại một lần nữa phát ra nhắc nhở, lúc này mới đem Trình Dương từ trong trạng thái hưng phấn kéo trở về. Ký vào. Trình Dương hưng phấn trực tiếp hô to một tiếng, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, làm cho tài xế tóc vàng và BMW bên cạnh hoảng sợ. Trình Dương nhận ra sự khác thường của mình, vội vàng an tĩnh lại. Ký chủ có thể dùng ý niệm cùng hệ thống trao đổi, không cần nói chuyện. Ký chủ lựa chọn ký đến, ký đến thành công, khen thưởng tận thế sinh tồn thủ tắc một phần. Khen thưởng lấy gửi đến hệ thống không gian, ký chủ có thể tự chủ tìm đọc. Tận thế sinh tồn thủ tắc. Cái quái gì thế này? Trình Dương lúc này mới phản ứng lại, hệ thống của mình giống như gọi cái gì tận thế sớm ký đến hệ thống. Ý anh là sao? Chẳng lẽ là tận thế sắp tới? Hệ thống. Trình Dương thử dùng ý thức để giao tiếp với hệ thống. Đinh. Ký chủ, ta ở đây. Hệ thống, ngươi cho ta giải thích giải thích, ta xem người ta không phải trói định cái gì thần hào hệ thống chính là trói định cái vô địch hệ thống, ngươi cái này tính là gì? Bản hệ thống không nói dẫn, tận thế đem tại 30 ngày sau giáng lâm, ký chủ thu được sớm ký đến hệ thống có thể sớm biết được tin tức này, có thể nói là trong ức vạn không một may mắn. Ta đạp ngựa vừa xuyên qua tới, còn không có hảo hảo hưởng thụ nhân sinh lạc thú, ngươi nói cho ta biết tận thế sắp tới. Coi như là ký chủ bất mãn, 30 ngày sau tận thế vẫn như cũ sẽ giáng lâm, thỉnh ký chủ tiếp nhận hiện thực. Trình Dương bỗng nhiên cảm giác khí lực trên người mình đều bị rút hết, vô lực ngồi trên ghế. 30 ngày. Cách ngày tận thế giáng lâm dĩ nhiên chỉ có 30 ngày đối với trình dương mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức ác mộng tóc vàng ở một bên nhìn trình dương đầu tiên là cực độ hưng phấn lại lâm vào trạng thái trầm lặng trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm không tốt trình dương chỉ sợ là thật sự đem đầu óc đụng hỏng rồi xe rất nhanh chạy vào bệnh viện tài xế bmw cùng hoàng mau hai người đỡ trình dương đi tới phòng cấp cứu lúc này trình dương đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào Hiện tại Trình Dương có thể nhìn thấy tương lai tất cả đều là một mảnh hắc ám. Cái hệ thống chó gì? Cái gì chó má phú nhị đại? Sau khi tận thế đến, tất cả đều là mây bay đạp ngựa. Đây không phải Trình Nhị thiếu sao, đầu này làm sao vậy, ngã không nhẹ a, à, thật sự là ác nhân tự có ác nhân mà. Trình Dương bị một giọng nói nữ tính dễ nghe đánh thức, nhìn về phía trước, thấy được một khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người phật phòng hấp dẫn ẩn giấu dưới áo blue trắng. Tô Hiểu Hiểu, bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành, bạn đại học của Trình Dương, Hoa Khôi khoa y. Trình Dương đã từng theo đuổi cô, nhưng cô hiển nhiên chướng mắt loại công tử bột giàu có như Trình Dương, cự tuyệt Trình Dương nhiều lần. Vì thế, Trình Dương còn từng trêu cợt Tô Hiểu Hiểu vài lần, thậm chí còn nghĩ tới dùng sức mạnh. Nhưng cha của Tô Hiểu Hiểu là chuyên gia y tế não nổi tiếng ở Giang Thành, rất có danh tiếng ở Giang Thành, cho nên tìm được cha của Trình Dương là Trình Hằng Đông. Trình Hằng Đông giáo huấn Trình Dương một trận, việc này còn chưa tính là qua, bất quá Trình Dương đối với Tô Hiểu Hiểu này ghi hận trong lòng, giữa hai người vẫn thường xuyên có chút xung đột nhỏ. Thì ra là hoa khôi của trường Tô, tôi chỉ bị thương thôi, nói chuyện cần gì âm dương quái khí như vậy. Thân là một bác sĩ, y đức cơ bản hẳn là có chứ, anh sẽ không cố ý nhắm vào người bệnh chứ. Trình Dương cười nói với Tô Hiểu Hiểu, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại rửa sạch vết thương thời điểm tô hiểu hiểu rõ ràng cố ý tăng thêm vài phần lực đạo y đức là có nhưng là chỉ nhằm vào người tốt ngã đến vị trí này có thể sống sót thật đúng là may mắn a à, thật đúng là tai họa diên ngàn năm tô hiểu hiểu hừ lạnh một tiếng hiển nhiên cũng không có ý dừng tay sau khi rửa sạch vết thương bắt đầu khâu lại vết thương cho trình dương tô đại hoa khôi trường có thể hay không nhẹ một chút nếu không Ngươi cho ta đánh thuốc tê có được hay không? Trình Dương hướng về phía Tô Hiểu Hiểu hỏi, Ngươi này thật sự đau à? Chỉ hai mũi mà thôi, Tiêm thuốc tê làm gì? Tô Hiểu Hiểu nói xong, Đã bắt đầu băng bó. Tôi thấy anh không giống bác sĩ. Trình Dương than nhẹ một tiếng. Vậy tôi giống cái gì? Tô Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Trình Dương nói. Quên đi, ta lười so đo với ngươi, Dù sao tận thế sắp tới rồi. Trình Dương vừa định nói gì đó, lập tức lại than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Tôi đề nghị các anh chụp cộng hưởng từ cho anh ấy một chút. Tôi Hiểu Hiểu nhìn Hoàng Mau một cái, chỉ vào đầu Trình Dương nói với Hoàng Mau. Bác sĩ Tô, anh cũng cảm giác được chứ, tôi cũng cảm thấy hôm nay Dương Thiếu làm hỏng đầu óc rồi. Tóc vàng có chút tán thành gật gật đầu. Tài xế BMW bên cạnh rất sợ hãi, nếu như mình đụng hỏng đầu óc Trình Dương, Vậy có thể nói là thật xong rồi. Mất việc là khẳng định, về phần sau đó, anh không dám nghĩ tiếp nữa. Cho dù Trình Dương kiên trì lần nữa mình không có việc gì, tóc vàng cùng tài xế BMW vẫn là đỡ Trình Dương làm một cái kiểm tra toàn diện, sau đó đem kết quả kiểm tra đặt ở trước bàn làm việc của mấy chuyên gia tốt nhất Giang Thành. Từ kết quả kiểm tra mà xem, đại não của bệnh nhân cũng không có bị tổn thương rõ ràng. Ta nghĩ bệnh nhân sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Hẳn là đại não bị chấn động, tạm thời mất đi một phần chức năng, dẫn đến trên tinh thần xuất hiện một ít vấn đề. Vài chuyên gia cầm kết quả kiểm tra xem một phen, trải qua một phen thảo luận, cuối cùng đưa ra một kết luận. Lưu viện trưởng, ý của mọi người, có phải dương thiếu chúng ta? Tú đùa rồi không? Hoàng mau ghé vào bên tai viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành, nhẹ giọng hỏi. Có thể nói đại não là tổ chức cơ quan bí ẩn nhất trong cơ thể con người chúng ta với công nghệ y học ngày nay chúng ta vẫn không thể giải mã được bí mật trong đó mà triệu chứng hiện tại của bệnh nhân hẳn là thuộc về bệnh não do tổn thương hữu cơ do tác động của ngoại lực tác động lên đại não gây ra lưu viện trưởng than nhẹ một tiếng ung dung nói lưu viện trưởng ngươi trực tiếp nói kết quả cho ta đi tóc vàng nghe mơ mơ màng màng cắt ngang lưu viện trưởng lời nói hẳn là hoang tưởng. Lưu viện trưởng gật đầu nói. Nói bậy, tôi không mắc chứng hoang tưởng, những gì tôi nói đều là sự thật. Hai người tuy rằng thanh âm thấp, nhưng Trình Dương vẫn nghe được, bất mãn nói. Hắn cũng không muốn vừa xuyên qua tới đã bị người xem là kẻ ngốc. Bất quá đáy lòng Trình Dương cũng là một trận cười khổ, tận thế loại lời này chính mình cũng không tin, khó trách người khác sẽ đem mình làm kẻ ngốc, xem ra về sau không thể tùy tiện nói vâng dương thiếu cậu nói đều đúng tóc vàng đứng thẳng tắp nói với trình dương trình dương không khỏi sửng sốt không nghĩ tới hoàng mau lại tin tưởng mình như vậy xem ra cũng không tính là hồ bằng cậu hữu viện trưởng lưu ông xem bệnh này nên trị như thế nào tóc vàng lập tức cúi đầu nhỏ giọng hỏi lưu viện trưởng như vậy đi ta trước tiên kê chút thuốc trở về thử xem hiệu quả viện trưởng lưu vừa nói vừa cầm bút bắt đầu viết đơn thuốc còn dùng một loại ánh mắt tiếc hận liếc mắt nhìn Trình Dương một cái, hơi phát ra một tiếng thở dài. Trình Dương thiếu chút nữa bị hai người tức học máu. Mẹ kiếp! Đây rõ ràng là đã coi mình là bệnh tâm thần mà đối đãi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3 Ngươi là thư ký của ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trình thiếu, đây là danh thiếp của tôi, có lẽ anh căn bản sẽ không liếc mắt một cái, nhưng tôi là người giữ chữ tín nhất, một khi anh có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm tôi. Ngoài cửa biệt thự Đông Sơn, tài xế BMW đưa cho Trình Dương một tấm danh thiếp. Nếu đổi lại là Trình Dương trước kia, nhất định là nhận cũng sẽ không nhận. Bất quá bây giờ Trình Dương không giống, nhận lấy danh thiếp, sau đó nhìn thoáng qua, tiện tay bỏ vào trong túi quần. tóc vàng mang theo một túi thuốc không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu. tài xế bmw tên là trương đức vượng, làm quản lý một công ty xây dựng. người như trình dương căn bản không phải người cùng một thế giới. sau một phen sám hối, trương đức vượng lái xe đi. nhị thiếu gia, ngươi đã trở lại, đầu ngươi sao lại bị thương? một lão nhân bộ dáng quản gia từ trong cửa lớn đi ra, không người nói với trình dương. phùng bá ta không sao, tìm cho Hoàng Mau một chiếc xe, để hắn trở về đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Trình Dương hướng về phía lão quản gia gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào biệt thự. Bác Phùng thì là sửng sốt, hắn tại Trình Gia làm quản gia 30 năm, từ nhỏ nhìn Trình Dương lớn lên, Trình Dương cho tới bây giờ chỉ là gọi hắn lão Phùng. Bất quá thân là một gã đủ tư cách quản gia, hắn cái gì cũng không có hỏi, chỉ là đáp ứng một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào tóc vàng trong tay dược thượng, tóc vàng nháy mắt với bác phùng, sau đó ghé vào lỗ tai bác phùng thì thầm. trình dương không cần nghe cũng biết tóc vàng nhất định là đang nói cho phùng bá chính mình đầu chập mạch sự tình, bất quá hắn cũng lười quản, hiện tại hắn có càng trọng yếu sự tình muốn làm, nếu tận thế sớm muộn gì cũng giáng lâm, đây cũng không phải là chuyện hắn có thể tránh khỏi, như vậy hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, phải làm chút chuẩn bị có cái này sớm ký đến hệ thống, coi như là tận thế, hắn cũng phải xem như thiên đường đã tới. Sau khi trở lại phòng mình, Trình Dương mở ra bản thuộc tính hệ thống của mình. Tên thật Chen Giang tuổi 21 năm sức mạnh 9. Số người bình thường là 10, sức chịu đựng 8. Giá trị trung bình là 10, A giờ 8. Giá trị trung bình là 10, tinh thần 15. Số người bình thường là 10, khả năng không vật phẩm. Thủ tục sinh tồn tận thế ít một nhìn thuộc tính của mình, Trình Dương không khỏi vui vẻ, xem ra thân thể này của mình thật đúng là bị vét sạch, đại tiểu tử 21 tuổi thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cái này tinh thần giá trị chỉ sợ vẫn là chính mình xuyên qua tới nguyên nhân, mới có thể cao hơn nhiều như vậy. Xem ra phải rèn luyện thật tốt mới được. Mở không gian hệ thống ra. Trình Dương trực tiếp ở trong ý thức kêu gọi hệ thống sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một cái giống như là trò chơi nhà kho liếc mắt một cái tràn đầy ô vuông đồ vật. Ở phía trên cùng ô vuông nhỏ bên trong, đặt một quyển màu đen bìa sách. Trình Dương vạch tay một cái, sách màu đen liền đến trong tay hắn. Sách cũng không tính là rất lớn, nói là sách, còn không bằng nói là một cái màu đen laptop càng thích hợp. Trình Dương mở trang đầu tiên ra. Tận thế sinh tồn thủ tắc điều thứ nhất. Vào đầu ngày tận thế, sẽ có những con bọ nhỏ tấn công con người và cần một nơi để trốn tránh cuộc tấn công tốt nhất là có thể dự trữ đủ thức ăn và nước uống để chuẩn bị một số vũ khí có thể tiêu diệt côn trùng nhỏ di chú thuốc trừ sâu không có hiệu quả tốt nhất là súng phun lửa hoặc vũ khí sát thương phạm vi lớn tận thế sinh tồn thủ tắc điều thứ hai một người ở tận thế trong thế giới rất khó sinh tồn cho nên ở tận thế giáng lâm chi sơ tốt nhất thành lập một cái chính mình có thể tin tưởng đoàn đội như vậy mới có thể sinh tồn đủ lâu tận thế sinh tồn thủ tắc điều thứ ba sau khi tận thế giáng lâm công kích của địch nhân sẽ tiến hành theo từng đợt đẳng cấp của mỗi đợt công kích đều sẽ tăng lên cho nên không cần một mực cố thủ dừng bước không tiến lên cuối cùng nên đón sẽ chỉ là diệt vong thủ đoạn phòng ngự của mình nhất định phải không ngừng tiến bộ trình dương đại khái nhìn một lần không khỏi xoa xoa đầu của mình từ tin tức trên tay đến xem muốn sinh tồn trong thế giới tận thế vô cùng không dễ dàng mà đợt công kích đầu tiên của địch nhân chỉ là sơ cấp nhất nhưng việc mình phải làm bây giờ chính là trước tiên phải sống sót trong đợt công kích thứ nhất mà ở trong tay cũng không nói rõ kẻ địch này rốt cuộc là cái gì là người ngoài hành tinh hay virus hay là quái vật hiện tại chỉ biết là đợt công kích đầu tiên là do côn trùng tạo thành Trình Dương quyết định muốn chế tạo một pháo đài phòng ngự tận thế, bất quá chỉ có một tòa biệt thự này hiển nhiên là không đủ. Nghĩ tới đây, Trình Dương không khỏi bắt đầu ở trên mạng tìm tòi một ít tin tức, muốn chế tạo một tòa pháo đài, đầu tiên phải có địa phương. Kiến tạo từ đầu khẳng định vẫn là không còn kịp rồi, chỉ có thể là cải tạo. Rất nhanh, Trình Dương liền tìm được một cái thích hợp địa phương, ở Giang Thành phía đông ước chừng 60 dặm trong núi lớn, có một tòa bỏ hoang nhà xưởng. Cái này nhà xưởng chiếm diện tích không nhỏ, chừng có hơn 5.000 mét vuông, nhà xưởng có chút cũ kỹ, bởi vì bảo vệ môi trường nguyên nhân bị đóng cửa. Hắn không có thời gian để lãng phí, hiện tại mỗi một phút thời gian đối với hắn mà nói đều là cực kỳ quý giá. Sau khi chọn xong địa chỉ, Trình Dương trực tiếp bấm một cú điện thoại. Trình Tổng, anh tìm tôi. Nghe điện thoại chính là thư ký của Trình Dương, Lâm Nguyễn Như. Tuy rằng Trình Dương là một công tử bột, nhưng cũng ở tập đoàn hàng đông treo chức vụ phó tổng giám đốc, tuy rằng hắn căn bản chưa từng đi làm. Lâm Nguyễn Như thì mang danh hiệu thư ký, làm phó tổng giám đốc. Đối với tác dụng của Trình Dương, chỉ là cho Trình Dương đi dạo tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nguyễn Như, tôi muốn thuê một ngọn núi ở Trấn Thanh Sơn và nhà máy bỏ hoang kia 10 năm, cô giúp tôi giải quyết nó, vị trí tôi sẽ phát cho cô. Đối với những chuyện này, Trình Dương cũng không am hiểu cho nên hắn chuẩn bị giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trình Tổng, nếu như anh muốn làm cái gì, trước tiên phải đưa ra phương án dự án, sau đó báo lên Tổng Giám đốc xét duyệt. Nếu như... Lâm Nguyễn Như tuy rằng không biết vì sao Trình Dương đột nhiên quan tâm đến chuyện hạng mục, nhưng vẫn giải thích với Trình Dương. Dùng tiền của tôi, đây là chuyện của tôi, không cần thông qua công ty. Trình Dương trầm giọng nói. Được rồi, ngày mai cho ngươi câu trả lời thuyết phục thanh âm lâm Nguyễn như trì trệ sau đó nói không được hôm nay phải thuê lại trình dương trầm giọng nói nhưng là trong tay ta bây giờ còn có hạng mục hơn nữa thuê lớn như vậy một khối sân bãi phí dụng cái gì cũng phải hạch toán lâm uyển như trầm giọng nói trong tay có công việc thì bỏ qua một chút đừng quên cô là thư ký của tôi về phần phí tổn không cần hạch toán đối phương muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu hôm nay tôi phải có kết quả trình dương trầm giọng nói sau đó cúp điện thoại đầu dây bên kia lâm uyển như không khỏi sửng sốt đây là nàng lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bị chính mình cái gọi là cấp trên trực tiếp ra lệnh suy nghĩ một chút lâm uyển như vẫn là thu thập một chút đi ra ngoài trình dương nói rất đúng nói cho cùng cô chỉ là thư ký của trình dương không thể cãi lại mệnh lệnh của ông chủ thuê một ngọn núi cùng một tòa bỏ hoang nhà xưởng quyền sử dụng 10 năm căn bản không dùng được bao nhiêu tiền, coi như là đối phương trao giá trên trời cũng bất quá mấy trăm vạn, số tiền này Trình Dương hoàn toàn là có thể thừa nhận khởi. Sau khi tận thế giáng lâm, tiền sẽ biến thành giấy vụn chân chính. Cho nên Trình Dương hiện tại căn bản sẽ không cân nhắc chi phí gì. Sau khi địa phương giải quyết, chính là cải tạo. Đây là một công trình lớn, cần nhiều tiền hơn. Mấu chốt nhất chính là mình căn bản không hiểu. Lúc này, Trình Dương nghĩ tới Trương Đức Vượng, sau đó lấy ra tấm danh thiếp kia, sau đó bấm số điện thoại phía trên. Alo. Xin hỏi là vị nào? Khoảng 15 giây sau, điện thoại được kết nối. Tôi là Trình Dương. Thì ra là Trình Thiếu, ngài. Có phải không thoải mái chỗ nào không? Trương Đức Vượng, anh làm kiến trúc đúng không? Đúng vậy, Bất quá ta cũng chỉ là một cho lão bản làm việc người làm công, công ty này không phải của ta. Có một vụ làm ăn lớn, tôi muốn tìm ông chủ của các anh nói chuyện một chút. Trình Dương trầm giọng nói. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Tạ ra 10 ức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Việc làm ăn của Trình Thiếu đương nhiên là không thành vấn đề, tôi sẽ báo cáo với ông chủ. Được, một giờ sau, công ty các anh gặp lại. Trình Dương cúp điện thoại, sau đó gọi cho Hoàng Mao. Dương Thiếu, nghỉ ngơi nhanh vậy sao? Có phải đã nghĩ ra buổi tối đi đâu rồi không? Đầu dây bên kia vang lên thanh âm tóc vàng. Tóc vàng, lập tức tới đón ta một chuyến, có việc ra ngoài. Trình Dương hướng về phía Hoàng Mao nói đến ngay, 5 phút. Tóc vàng cúp điện thoại, Trình Dương thậm chí nghe thấy tiếng ô tô gầm rú, hiển nhiên tóc vàng đang lái xe. Nửa giờ sau, Trình Dương và Hoàng Mao cũng đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc hải thiên mà Trương Đức Vượng nhậm chức. Ai nha, Trình Thiếu Gia có thể đến công ty nhỏ của tôi, chỗ này của tôi thật sự rất vinh dự, mời ngồi, mời ngồi. Ông chủ tòa nhà Hải Thiên Thẩm Minh là một người đàn ông trung niên bụng phệ, trong hai mắt chớp động thần quan không khéo, hiển nhiên là một tay lão luyện kinh nghiệm thương trường. Thân phận Trình Dương, Trương Đức Vượng tự nhiên là đã sớm giới thiệu qua, hơn nữa đem chuyện hôm nay cũng nói. Đối với thiếu gia ăn chơi trác tán nổi tiếng này, Thẩm Minh kỳ thật là không quá xem trọng, cũng không cho rằng Trình Dương có thể mang đến cho hắn hạng mục lớn gì, hắn càng nghiêng về Trình Dương là tới trả thù. Cho nên ngại thân phận của Trình Dương, anh ta cũng không thể không chiêu đãi nhưng phần nhiều là qua loa ngoài mặt. Thẩm lão bản đúng không, ta thấy ngươi thật sự là quá khiêm tốn, ngươi công ty này quy mô tuy rằng không lớn, nhưng ở Giang Thành mà nói cũng thuộc về trung thượng đẳng, ta nếu tới tìm ngươi, tự nhiên cũng là đối với các ngươi công ty thực lực có lòng tin. Trình Dương nhìn ra Thẩm Minh có lệ, khẽ cười nói: "Có thể được Trình thiếu khích lệ, Thẩm Minh tôi đúng là thụ sủng nhược kinh. Nhưng theo tôi được biết, tập đoàn hàng đông gần đây hình như không có hạng mục nào cần xây dựng, hơn nữa trước kia cũng không phải do trình thiếu phụ trách. Thẩm Minh hướng về phía trình dương cười nói, giữa những hàng chữ, rõ ràng là cảm thấy trình dương là tới tìm hắn đùa giỡn. Đây là dự án tôi chuẩn bị khai phá, sợ dĩ đến tìm anh hợp tác, cũng là bởi vì thời gian quá gấp, tôi không rảnh chậm rãi tìm người nói chuyện nữa. Tôi dự định ở trên núi cải tạo một nhà máy, tiêu chuẩn phải cao, cứ dựa theo nhà giam như vậy thiết kế, Bất quá trình độ kiên cố phải vượt qua công sự phòng ngự chiến tranh bình thường. Trình Dương cười cười, trầm giọng nói: "Trình thiếu, không phải anh đang đùa tôi đấy chứ?" Nghe được yêu cầu của Trình Dương, Thẩm Minh nhất thời sợ ngay người, loại yêu cầu này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại hắn càng thêm xác định, Trình Dương tuyệt đối không phải thật tâm. Đương nhiên không phải, bất quá tốc độ phải nhanh, trong vòng 20 ngày, ta muốn hoàn thành. Trình Dương trầm giọng nói. Trình Thiếu, đây là không có khả năng, như vậy một tòa công trình, coi như là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ít nhất cũng phải ba tháng, việc này, ta cái này công ty nhỏ làm không được. Thẩm Minh biết Trình Dương căn bản là đang tìm hắn trêu chọc, không định nói tiếp nữa, bắt đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Chi phí không thành vấn đề, nhiều hơn thiết bị cùng công nhân, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, có thể làm sao? Trình Dương hỏi. Nếu là như vậy, muốn hoàn thành trong vòng 20 ngày, nhất định phải dùng vật liệu đặc biệt, tiền công của thiết bị và công nhân cũng sẽ tăng lên, ước tính sơ bộ, phải khoảng 4, 500 triệu. Thẩm Minh hơi trầm ngâm, tính ra một cái đại khái giá cả, đối với cải tạo một tòa bỏ hoang nhà xưởng mà nói, đó là cái giá trên trời. Người hơi có chút đầu óc, khẳng định sẽ không đem tiền đầu tư vào phương diện này. Được rồi, ngươi cũng đừng tìm người tính toán, ta cho ngươi một tỷ, phải trong vòng 20 ngày hoàn thành, nếu như có thể làm được, chúng ta hôm nay liền ký hợp đồng. Trình Dương trực tiếp vung tay lên, hướng về phía thần Minh nói. 10. Một tỷ. Thẩm Minh nghe vậy không khỏi khiếp sợ há to miệng, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trương Đức Vượng và Hoàng Mau ở một bên cũng bị lời Trình Dương nói ra dọa cho sợ, nhất thời nói không ra lời. Ta nói Dương thiếu, chúng ta nói đùa cũng có giới hạn được không? tóc vàng ở phía sau kéo cánh tay Trình Dương một chút, thấp giọng nói. Hắn cũng cho rằng Trình Dương đến nơi này chính là bới móc, là vì trả thù trương đức vượng, đây mới là tính cách của Trình Dương. Bất quá hiện tại, hình như là biến vị. Coi như là trang bức, cũng không phải như vậy giả bộ, vạn nhất thẩm minh đầu nóng lên đáp ứng xuống, này hợp đồng là ký hay là không ký. Đây chính là một tỷ A, à, coi như là có tiền cũng không phải chơi như vậy, đến lúc đó Trình Dương không phải bị Trình Lão Gia Tử đem chân đánh gãy không thể. Trình Thiếu, tôi biết sai rồi, nếu anh có gì bất mãn, hoàn toàn có thể đối với tôi, nhưng chuyện này không liên quan đến công ty. Trương Đức Vượng cũng lúng cuốn, nếu như Trình Dương làm cái cục đem thẩm minh hố, như vậy hắn là vạn tử khó thoát tội. Dựa theo hợp đồng bình thường, cho dù ký hợp đồng thẩm minh cũng phải ứng trước, sau đó Trình Dương trả tiền theo tiến độ. Dựa theo điều kiện của Trình Dương, số tiền phải bỏ vào ngày hôm nay chính là mấy chục triệu, vốn liếng của thẩm minh căn bản không lớn như vậy, Trình Dương chỉ cần kéo dài mấy tháng, chỉ là lợi tức là có thể ép thẩm minh nhảy lâu. Mà Trương Đức Vượng hắn, cũng chỉ có thể là tự sát tạ tội. Thẩm minh lúc này cũng là từ trong khiếp sợ hồi vị lại, vừa rồi thiếu chút nữa nhất thời xúc động liền muốn đáp ứng, này vạn nhất ký hợp đồng, chính mình còn không phải bị Trình Dương cho chơi chết. Loại đầu tư bất kể chi phí này, là người bình thường sẽ không làm như vậy tuy rằng trình dương là cái công tử bột phú nhị đại không làm việc đàng hoàng nhưng dù sao cũng là thương nghiệp thế gia xuất thân không có khả năng ngu xuẩn đến loại trình độ này hiện tại hết thảy chỉ có thể nói rõ trình dương thật sự là tính toán chơi chết bọn họ hay là nói đầu trình dương thật xinh đẹp ông chủ thẩm tôi thật sự không có ác ý là thành tâm thành ý yêu cầu hợp tác ông cũng biết Hiện tại chúng ta lãng phí mỗi một giây, đối với tôi mà nói giống như là đang chém tôi một đao. Như vậy đi, nếu như ông sợ, hôm nay tôi trả trước cho ông 10 triệu, sau đó tiền công trình của chúng ta mỗi ngày theo tiến độ tính tiền, cái này ông yên tâm đi. Trình Dương nhìn ra Thẩm Minh và Trương Đức Vượng thật sự sợ, trực tiếp cho bọn họ uống một viên thuốc an thần. Lời này của Trình Thiếu là thật. Ánh mắt Thẩm Minh không khỏi sáng ngời, trầm giọng hỏi: bạn có thể soạn thảo hợp đồng ngay bây giờ trình dương nói với thẩm minh tốt việc này tôi nhận thẩm minh trực tiếp gật đầu đáp ứng nói đến nước này hắn cũng không dám tiếp đó chính là thật cùng tiền gây khó dễ đơn hàng làm ăn này kiếm được so với cả đời hắn kiếm được còn nhiều hơn tôi nói dương thiếu cậu điên thật sao một tỷ đổi cái nhà máy rách nát ông chủ thẩm dương thiếu của chúng ta hôm nay vừa mới đụng hỏng đầu óc hắn còn hồ đồ lời này cậu cũng đừng cho là thật tóc vàng ở một bên lôi kéo trình dương nói với thẩm minh tóc vàng tôi ở đây bàn chuyện làm ăn không có phần nói chuyện của anh thẩm lão bản soạn thảo hợp đồng trình dương trực tiếp quát lớn tóc vàng một trận sau đó nói với trầm minh cái này thật sự muốn soạn thảo thẩm minh nghe được lời của hoàng mao cũng không khỏi do dự tôi có thể trả trước cho anh trình dương lấy thẻ đen của mình ra đập lên bàn được được tôi sẽ sắp xếp người thẩm minh vội vàng đứng lên sau đó an bài thư ký soạn thảo hợp đồng hợp tác mẹ ơi sắp xảy ra chuyện lớn rồi tóc vàng lần này luống cuống len lén chạy ra thẩm minh văn phòng lấy điện thoại di động ra bấm phùng bá điện thoại có chuyện gì vậy ai lao đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Phùng Bá. Phùng Bá, không tốt rồi, Dương Thiếu Bệnh giống như lại phát tác, đang cùng người ký hợp đồng đâu. Tóc vàng vội vàng đem sự tình trải qua đại khái cùng Phùng Bá nói một lần. Người trước ổn định nhị thiếu gia, ta sẽ thông báo cho đại thiếu gia. Phùng Bá cũng nghe ra sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng cúp điện thoại. Hy vọng đại ca có thể tới kịp. Sau khi cúp điện thoại, tóc vàng nhẹ giọng thở dài, trông cậy vào hắn là không có khả năng ngăn cản Trình Dương. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5. Ta sau bất cứ lúc nào đều phải cơ trí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tập đoàn Hàng Đông, phòng tổng giám đốc. Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi xử lý một bộ âu phục màu đen, Trình Phong đeo kính gọng vàng cúp điện thoại, lông mày ngưng tụ thành một chữ xuyên. Để để không chịu thua kém này của mình, thật sự là quá mức hồ nháo, lại làm ra loại chuyện này, thật sự là không làm cho người ta bớt lo. Hồ thư ký. Trình Phong khẽ gọi một tiếng. Trình Tổng, ngài tìm tôi. Một người đàn ông trung niên hết sức giỏi giang đẩy cửa đi vào, nhìn Trình Phong hỏi. Chuẩn bị xe, đến công ty kiến trúc Hải Thiên trình phong nói với thư ký hồ vâng hồ thư ký đi ra ngoài an bài xe đi trình phong thay một bộ quần áo thoải mái một chút sau đó rời khỏi văn phòng đi tới phòng phó tổng giám đốc trình phong nhìn thoáng qua sau đó hướng về phía thư ký trợ lực hỏi thư ký lâm đâu thư ký lâm hình như nhận được điện thoại của phó tổng trình sau đó liền đi ra ngoài thư ký trợ giúp trình phong không có tiếp tục hỏi tiếp mà là trực tiếp đi đến thang máy bên cạnh, sau đó bấm Lâm Uyển Như điện thoại. Không đúng, người dùng mà anh gọi tạm thời không thể kết nối. Tiểu Lâm này, lúc này chạy đi đâu rồi? Trình Phong không khỏi lắc đầu, sau đó đi vào trong thang máy. Công ty xây dựng hai ti an động tác của thẩm minh rất nhanh, chỉ dùng chưa đến nửa giờ, bản thảo đầu tiên của một bản hợp đồng đã được soạn thảo. Trình Dương nhìn thoáng qua, không có vấn đề gì lớn, hơi chút thay đổi mấy chỗ, chính thức hợp đồng liền chế tác ra ngay khi trình dương muốn ký tên cửa phòng làm việc của thẩm minh bị người ta đẩy ra vô cô cậu đang làm gì vậy trình phong hỏi trình dương đại ca à em đang ký hợp đồng trình dương nhìn trình phong cười nói một tỷ cải tạo một cái nhà xưởng rách nát người rốt cuộc muốn làm cái gì trình phong quát lớn với trình dương trình dương không khỏi nhìn hoàng mau một cái hoàng mau bất giác cúi đầu. Trước kia mọi người luôn nói tôi không làm việc đàng hoàng, hiện tại tôi muốn làm chút chuyện, sao anh còn muốn cản trở tôi? Trình Dương nói với Trình Phong. Trước kia Trình Dương là sợ nhất Trình Phong đấy, hắn cái này đại ca là tập đoàn chân chính thần tài gia, trưởng quản tất cả tài chính. Nhưng hiện tại, Trình Dương căn bản không quan tâm. Liền ngươi cách làm như vậy, một trăm năm cũng không hồi vốn ngươi trước kia ăn uống vui chơi còn chưa tính, hiện tại cách làm này quả thực chính là phá sản. ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. trình phong lạnh lùng nói. thẩm tổng, loại hợp đồng này anh cũng dám ký. anh là thấy em trai tôi bị hỏng đầu óc, nhân cơ hội muốn kiếm một khoản sao? trình phong lại quay đầu hướng về phía thẩm minh lạnh lùng nói. trình tổng, là nhị thiếu gia tìm đến chỗ tôi, điều kiện tốt như vậy, tôi thật sự không có lý do gì không ký thẩm minh cười nói với trình phong tuy rằng trình phong là đại thiếu gia trình gia trưởng quản đại quyền tập đoàn nhưng cùng thẩm minh xuất hiện cũng không nhiều thẩm minh không có khả năng để tiền không kiếm đại ca ta làm như vậy cũng là vì cái nhà này ngươi không hiểu cũng đừng ở đây thêm phiền được không trình dương nói với trình phong ngươi nếu như dám ký cái này hợp đồng từ tháng sau bắt đầu của ngươi hết thảy ta đều cho ngươi thu hồi lại tiền tiêu vặt ta đều cho ngươi cắt đứt Trình Phong trầm giọng nói, dùng ra đòn sát thủ của mình. Dùng chiêu này đối phó Trình Dương, bách thử bách linh. Vậy ngươi thu hồi đi. Trình Dương không khỏi lạnh lùng cười, mọi người có sống qua tháng sau hay không cũng không biết, hắn còn có thể sợ loại uy hiếp này sao? Dương tử, cùng đại ca trở về, chúng ta hảo hảo dưỡng bệnh, đừng lại hồ nháo, được không? Trình Phong thấy Trình Dương không ăn cứng, thái độ chỉ có thể mềm nhũng. Thẩm tổng, hợp đồng này anh còn ký hay không trình dương không để ý đến trình phong hỏi thẩm minh ký đương nhiên ký thẩm minh cắn răng một cái ký tên mình lên hợp đồng chính mình sợ cái gì cùng lắm thì làm xong đơn hàng này trực tiếp về nhà dưỡng lão không lăn lộn trong giới thương mại trình gia có thể làm gì mình trình dương mỉm cười cũng cầm bút viết chữ ký tên mình tốt dương tử từ giờ trở đi ngươi đừng nghĩ từ chỗ ta lấy được một phân tiền, ta sẽ không để cho ngươi hồ nháo như vậy. Trình Phong không khỏi có chút chán nản, hư lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi. Ai? Trình Dương không khỏi than nhẹ một tiếng, loại tư vị không được người ta hiểu này thật đúng là không dễ chịu. Nhị thiếu, ngài xem hợp đồng này cũng đã ký, tiền ứng trước có phải hay không? Thẩm Minh mỉm cười nói, hiện tại Trình Dương chính là thần tài của hắn A, thậm chí có thể nói là ân nhân cả đời thẩm tổng, anh là người thông minh, 20 ngày nếu như không hoàn thành công việc, anh một phân tiền cũng đừng nghĩ đến. Trình Dương đưa thẻ của mình cho thẩm minh. Nhị thiếu yên tâm, tôi lập tức dừng tất cả công trình, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm minh trực tiếp quẹt thẻ, sau đó đặt máy POS trước mặt Trình Dương. Mật mã 6 số 8. Trình Dương khoát tay nói. Sau khi thẩm minh nhập mật mã xong, điện thoại di động lập tức vang lên, nhận được tin nhắn nhắc nhở, trên mặt vui như hoa. Đêm tối cho ta đôi mắt màu đen, ta lại dùng nó để tìm kiếm ánh sáng. Tiếng chuông điện thoại của Trình Dương lúc này cũng vang lên. Trình Dương nhìn thoáng qua, là Lâm Nguyễn Như gọi tới, nhận điện thoại. Phó Tổng Trình, bên này đã đàm phán xong, nhưng đối phương muốn 1.100 vạn. Thuê rồi, làm xong thủ tục anh lập tức tới công ty kiến trúc Hải Thiên, có một hạng mục anh muốn theo vào. Trình Dương cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Thẩm Minh. Địa điểm ở đâu? Thẩm Minh cũng cực kỳ thượng đạo, trực tiếp hỏi. Thanh Sơn Trấn, lập tức khởi công đi. Trình Dương viết địa chỉ cụ thể cho Thẩm Minh, sau đó sang một bên nghỉ ngơi, chờ Lâm Uyển Như, đồng thời tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì. Trong thẻ của mình chỉ có 110 triệu, hiện tại Trình Phong nhất định sẽ hạn chế mình rút tiền ở công ty, như vậy vấn đề tiền nhất định phải giải quyết. Dương Thiếu, lần này cậu làm lớn như vậy, cửa ải của lão gia tử chỉ sợ cũng không qua được." Tóc vàng ở một bên trầm giọng nói. "Lão gia tử, đúng rồi. Nếu đại ca không trả tiền, ta liền đi tìm lão gia tử đòi." Hắc hắc. Khóe miệng Trình Dương không khỏi hiện lên một nụ cười, Trình Phong tuy rằng nắm trong tay quyền lực, nhưng lão gia tử mới là chủ tịch, chỉ cần lão gia tử mở miệng, Trình Phong cũng không dám không trả tiền. "Dương Thiếu, có phải cậu hiểu lầm lời tôi rồi không? Tóc vàng không khỏi sửng sốt, Trình Dương hiện tại biểu hiện, đã không chỉ là chứng hoang tưởng, chỉ sợ đều đã tâm thần phân liệt. Tiểu tử ngươi, là nằm vùng do ai phái tới? Lão gia tử hay là đại ca ta? Trình Dương lạnh lùng nhìn hoàng mau một cái hỏi. Lông vàng không khỏi thân thể rung lên, quả nhiên vẫn bại lộ sao? Đừng tưởng rằng ta ngốc, ta hiện tại so với trước bất cứ lúc nào đều phải khôn khéo cơ trí rất. Trình Dương nói với tóc vàng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tóc vàng cũng không khỏi trán đổ mồ hôi lạnh, hắn hiện tại cũng không cách nào phân biệt, Trình Dương hiện tại rốt cuộc là không khéo hay là choán ván. Được rồi, tôi nói, tôi là vệ sĩ lão gia tử thuê tới, trà trộn với anh là vì bảo vệ an toàn cho anh. Tóc vàng trầm giọng nói. Xem ra lão gia tử đối với ta cũng không tệ lắm, đi, ta nhớ hôm nay có hội đồng quản trị, chúng ta đi xem. Trình Dương đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Xem ra, đây là muốn tự chui đầu vào lưới a. Tóc vàng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi theo ra ngoài. Tổng bộ tập đoàn Hằng Đông, tầng 36. Các người làm gì? Nơi này là ban giám đốc tập đoàn Hằng Đông, người ngoài cấm vào. Khi Trình Dương đi ra khỏi thang máy, bị hai gã bảo vệ ngăn lại. Hắn một năm đều không đến công ty một chuyến đại đa số nhân viên đều là chỉ nghe danh mà không biết người. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6. Nhu cầu cấp bách đầu tư bỏ vốn hạng mục lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi là Trình Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàng Đông, có tư cách vào ban giám đốc không? Trình Dương nhìn hai gã bảo vệ một cái, trầm giọng nói: "Phó tổng Trình, anh chờ một chút." Hai gã bảo an liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý đồng thời lắc đầu, một gã trong đó nháy mắt với một gã bảo an khác. Tên bảo an này hiểu ý gật gật đầu, sau đó đi tới một bên, lấy ra bộ đàm. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ màu đen từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Trình Dương không khỏi sửng sốt. "Trình phó tổng!" thật đúng là ngài A, à, đây là... Học. Người này là đội trưởng đội bảo an Vương Đại Bằng, làm công tác bảo an ở tập đoàn Hàng Đông hơn 10 năm, tự nhiên nhận Trình Dương. Xem ra bình thường tôi đến công ty nhiều hơn, nếu không vào công ty mình cũng bị ngăn. Trình Dương cười nói. Hai người bọn họ đều là người mới, không biết ngài cũng bình thường, ngài cũng đừng chấp nhặt với bọn họ. Vương Đại Bằng hướng về phía hai gã bảo an khoát tay áo, hai gã bảo an cuốn quyết tránh ra. Quên đi, bọn họ còn không đáng để ta lãng phí thời gian, lão gia tử có ở đây không? Trình Dương lộ ra một nụ cười không sao cả, sau đó đi vào bàn giám đốc. Chủ tịch và các vị thành viên hội đồng quản trị hiện đang họp trong phòng họp, ngài xem ngài có phải đang đợi ở phòng khách một lát không? Vương Đại Bằng trực tiếp đưa Trình Dương tới phòng khách. Bởi vì Trình Dương tuy rằng mang danh hiệu phó tổng, nhưng căn bản không quản lý sự vụ, cho nên cũng chưa từng tham gia hội đồng quản trị. Đưa tôi đến phòng họp, tôi có chuyện lớn muốn thông báo trước hội đồng quản trị." Trình Dương lắc đầu, nói với Vương Đại Bằng. "Cái này." Vương Đại Bằng có chút do dự. "Quên đi, tôi tự tìm." Trình Dương biết Vương Đại Bằng là sợ mình đi vào quấy rối, đến lúc đó lão gia tử khẳng định không tha cho hắn, cho nên tự mình đi tìm. Bất quá thật sự là quá lâu không có tới tìm 5 phút đồng hồ Trình Dương mới tìm được phòng họp ở đâu, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vốn trong phòng họp còn đang thảo luận cái gì đó, Trình Dương vừa đi vào, tiếng thảo luận liền im bặt. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trình Dương, đã có người bắt đầu khẽ vuốt trán. Tiểu Dương, sao cậu lại tới công ty? Còn cái đầu này của cậu là sao? Một người đàn ông trung niên khí độ bất phàm ngồi ở giữa nhìn Trình Dương trầm giọng hỏi. Chính là chủ tịch tập đoàn Hàng Đông, Trình Hằng Đông. "Ba, hôm nay con tới đây là có một dự án lớn muốn tìm các vị thúc bá tiến hành huy động vốn." Trình Dương bày ra một bộ tư thái bất cần đời, nói với Trình Hằng Đông. "Ở công ty phải gọi tôi là chủ tịch." Trình Hằng Đông trầm giọng nói. "Hảo, chủ tịch, các vị thành viên hội đồng quản trị, gần đây ta dự định khai phá một cái đại hạng mục, bất quá khởi động tài chính không đủ, cho nên muốn mượn hôm nay cơ hội này cùng các vị thành viên hội đồng quản trị báo cáo một chút, nhìn xem có hay không tin mắt hội đồng quản trị tiến hành đầu tư. Trình Dương gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt, đứng trước màn chiếu, nói với mọi người. Tiểu tử, đừng ở đây hồ nháo, ngươi có thể có cái gì hạng mục lớn, bất quá chính là đến lừa gạt tiền thôi. Nói đi, lần này muốn bao nhiêu, ba ngàn vạn hay là năm ngàn vạn? Trình Hằng Đông lạnh lùng trừng Trình Dương một cái, trầm giọng nói cảnh tượng như hôm nay, Trình Dương trước kia cũng từng làm qua một lần, nhưng lần đó là bởi vì Trình Hằng Đông cắt đứt thẻ tín dụng của Trình Dương. Nhưng hiện tại Trình Dương mỗi tháng đều có tiền lương và tiền tiêu vặt cố định, đã rất lâu rồi không đến quấy rối nữa. Cho nên Trình Hằng Đông kết luận, lúc này đây nhất định là Trình Dương cần nhiều tiền hơn, cho nên vì thanh tịnh, hắn cũng trực tiếp mở miệng tỏ vẻ muốn dùng tiền mua cái thanh tịnh. Chủ tịch, ta lần này thật là muốn đầu tư một cái đại hạng mục, mấy ngàn vạn căn bản vô dụng, ta ít nhất muốn hai tỷ. Trình Dương khẽ cười nói. Chỉ cần một cái cải tạo liền tốn hết một tỷ, sau đó còn có vật tư dự trữ chờ một loạt sự tình, hai tỷ cũng chưa chắc đủ dùng. Hai tỷ. Ngươi thật đúng là dám há mồm. Ngươi tên hỗn tiểu tử lại muốn làm cái gì thiêu thân. Bớt ở đó giả bộ, muốn bao nhiêu tiền liền nói rõ. Trình Hằng Đông trầm giọng nói. Lão Phùng đã gọi điện thoại cho Trình Hằng Đông nói chuyện của Trình Dương, không quá Trình Hằng Đông cũng không tin, cho rằng Trình Dương nhất định là trong bụng lại nghẹn xấu, cố ý giả bộ. Hiện tại xem ra, suy đoán của mình hoàn toàn là chính xác, mục đích của Trình Dương chính là muốn tiền. Chủ tịch, ta đang chuẩn bị một cái tận thế pháo đài hạng mục, hiện tại hạng mục này cần đại lượng khởi động vốn. Hiện tại chỉ cần đầu tư 500 triệu nguyên là có thể đạt được tại tận thế hàng lâm sau đó sống sót cơ hội hơn nữa còn có thể mang vài tên người nhà khoản mua bán này tuyệt đối có lời trình dương đứng trước bàn hội nghị nghiêm trang giới thiệu với mọi người hiện tại xem ra ngươi thật đúng là không phải giả bộ ngươi đầu óc là thật đoản mạch mau cho ta đi ra ngoài trình hằng đông rốt cục nhịn không được lời của trình dương thật sự là quá mức hoang đường cho dù là hồ nháo cũng phải có giới hạn chủ tịch nơi này là hội đồng quản trị cho dù anh không đầu tư cũng phải hỏi ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị khác vạn nhất mọi người cảm thấy hạng mục này của tôi là hạng mục tốt thì sao trình dương cũng không có lùi bước hắn hôm nay nhất định phải có tiền nghe trình dương nói như thế tuyệt đại đa số mọi người trong phòng họp đều quay đầu sang hướng khác có người dứt khoát cúi đầu giả vờ ngủ gật buông cười ai lại đem tiền đầu tư cho một kẻ phá gia chi tử anh vương đại bằng đuổi trình dương ra ngoài cho tôi Trình Hằng Đông tức giận nói. Ta xem ai dám. Trình Dương trực tiếp đứng trước cửa sổ, sau đó chỉ vào Vương Đại Bằng và vài bảo vệ xông vào nói. Vương Đại Bằng vừa nhìn nhất thời sợ hãi, vạn nhất Trình Nhị Thiếu nhảy xuống, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi! Ngươi là đồ vô liêm sĩ, ngươi là muốn tức chết lão tử ta sao? Có gan, ngươi liền nhảy xuống. Trình Hằng Đông tức giận cả người run lên, hô hấp trở nên dồn dập, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống may mắn vương đại bằng nhanh mắt đỡ lấy hắn tại sao mình lại sinh ra một đứa con trai không chịu thua kém như vậy lần lượt làm trầm trọng thêm lần này lại lấy cái chết ra uy hiếp mình cách trình dương trực tiếp cầm lấy một cái ghế dựa đem một mặt thủy tinh trước mặt mình đập nát ha 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 được rồi trình dương đừng chọc giận ba cậu nữa hạng mục này của cậu chú chung góp vốn một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Trịnh Hằng Đông đột nhiên phá lên cười, sau đó móc ra chi phiếu. Cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Hằng Đông, Chung Sở Lương. Tôi biết chú Chung đối với tôi tốt nhất, nhưng tôi không cần chi phiếu, nếu chú thật sự muốn đầu tư, trực tiếp chuyển khoản cho tôi, đây là thẻ ngân hàng của tôi." Trình Dương đặt ghế xuống, sau đó lấy thẻ ngân hàng của mình ra, hấp tấp đi tới trước mặt Chung Sở Lương. "Cái này. Ngươi còn sợ Chung thúc lừa ngươi sao?" chung sở lương không khỏi nhướng mày. Tuyệt đối không có ý đó, bất quá chi phiếu đổi lớn như vậy, trình tự đi lại cũng phải mất vài ngày, hiện tại tôi chờ không được, cho nên tôi chỉ chấp nhận dòng tiền mặt. Trình Dương cười nói. Được rồi, vậy cậu phải đợi một lát. Chung sở lương gật đầu, cho dù là cổ đông lớn thứ hai, tài chính lưu động trong tay hắn kỳ thật cũng có hạn, muốn gom đủ 500 triệu, cũng không phải trong chốc lát là có thể gom đủ. Lão Chung ngươi không thể nuông chiều hắn như vậy. Trước kia còn chưa tính, nhưng lần này tên tiểu tử hỗn đảng này không chừng muốn làm gì. Trình Hằng Đông lúc này tâm tình hơi bình phục lại, trầm giọng nói với Chung sở lương: "Ta không có con cái, cho tới nay đều đem Tiểu Dương coi như nhì tử đối đãi. Chẳng lẽ thật để cho hài tử vì chút tiền ấy từ nơi này nhảy xuống?" Chung sở lương trừng mắt nhìn Trình Hằng Đông, nhẹ giọng cười nói: "Ai? Ngươi nha." Trình Hằng Đông cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói đến Trình Dương, chung sở lương quả thực so với người cha ruột này còn cưng chiều hơn. Chủ tịch, chú chung đã đầu tư 500 triệu, có phải chú cũng đầu tư 1 tỷ 800 triệu ủng hộ một chút không? Khoảng cách 2 tỷ còn kém xa lắm. Trình Dương lại quay đầu lại, nói với Trình Hằng Đông. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 Tiểu Dương phải làm việc, ủng hộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trình Hằng Đông nghe vậy không khỏi chán nản, tức giận nói. 500 triệu còn chưa đủ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tôi nói rồi, vốn khởi động 2 tỷ, bây giờ còn thiếu 1 tỷ rưỡi, dù sao hôm nay không có vốn, tôi sẽ không rời đi. Trình Dương nhìn cửa sổ vỡ nát một cái, nói với Trình Hằng Đông được dám uy hiếp lão tử nhóc con về nhà tính sổ với mày Tần thư ký Trình Hằng Đông cũng không muốn để Trình Dương náo loạn nữa thật sự là mất mặt quá lớn Chủ tịch thư ký Tần một thân trang phục nghề nghiệp rất nhanh xuất hiện ở phòng họp chuyển cho hắn năm trăm triệu Trình Hằng Đông phất phất tay nói thư ký Tần đáp ứng một tiếng sau đó ghi nhớ số thẻ ngân hàng của Trình Dương vội vàng rời đi. Chư vị thành viên hội đồng quản trị bây giờ còn kém 10 ức, còn có hay không muốn đầu tư, cơ hội cũng không nhiều lắm, cũng chỉ còn lại hai cái ghế. 500 triệu nguyên đổi người một nhà ở tận thế bên trong sống sót, tuyệt đối siêu giá trị. Trình Dương lại bắt đầu cổ động những cổ đông còn lại, nhưng những cổ đông này đều cười cười không nói lời nào, không tỏ thái độ, chỉ là một bộ thần thái xem náo nhiệt, sâu trong đáy mắt còn cất giấu một tia khinh thường và khinh thường trình gia ra một kẻ phá sản như vậy khi đây là gia môn bất hạnh bọn họ đều cảm thấy bi ai cho trình hàng đông vương bá có phải người suy nghĩ một chút không trong lúc trình dương đang chờ đợi hỏi một vị thành viên hội đồng quản trị bên cạnh chung sở lương em nói này tiểu dương vốn đây là chuyện nhà của hai người em không tiện nói thêm gì nhưng bây giờ nếu anh hỏi em em sẽ nói một câu mặc dù nói chủ tịch đang tuổi trai tráng nhưng cũng không thể để cho cha mẹ quản cậu cả đời, cậu gây dựng sự nghiệp đích thật là một lý do tốt, nhưng lần sau làm đáng tin cậy một chút, tối thiểu làm một dự án quy hoạch các loại. Vương bá hướng về phía Trình Dương nói, bày ra một bộ tư thái thuyết giáo, một loại bộ dáng chỉ tiết trèn sắt không thành thép. Tiểu Dương, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, không thể lại như vậy hoang phế đi xuống. Hôm nay ngươi nói những thứ này, rõ ràng chính là bịa đặt, cũng chỉ có chủ tịch cùng lão chung thương ngươi, mới có thể cho ngươi trần đổng bên cạnh vương bá trầm giọng nói dương tử tuy rằng ta biết ngươi muốn tiền chính là ăn uống vui chơi không ảnh hưởng toàn cục nhưng là ngươi cứ như vậy lăn lộn tiếp không phải cái biện pháp a à. vương bá lại lắc đầu thở dài trình dương nhìn đám thành viên hội đồng quản trị trước mặt cười cười không nói gì hắn căn bản không nghĩ tới sẽ được những người này lý giải dù sao hắn vốn ở trong mắt những người này cũng chính là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời phế vật hình tượng, lúc này đây cũng bất quá chính là muốn tiền càng nhiều mà thôi. Đông. 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 Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi. Trình Hằng Đông tâm tình vốn không tốt, nghe được tiếng gõ cửa trực tiếp lạnh giọng quát. Cửa phòng họp bị mở ra, một mỹ nữ già dặn mặc váy nghề màu đen từ bên ngoài đi vào. Bộ váy công sở màu đen đem tỷ lệ dáng người hoàng mỹ của cô hoàn toàn phát họa ra, khiến Trình Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người phụ nữ này hình như đã gặp ở đâu đó. Nhìn mỹ nữ này, Trình Dương không khỏi nhíu mày. "Chào chủ tịch, chào các vị thành viên hội đồng quản trị." Hắc y mỹ nữ hướng về phía mọi người gật đầu chào hỏi. "Cô là Lâm Uyển Như." Nghe được thanh âm của mỹ nữ, Trình Dương không khỏi kinh ngạc nói. "Thanh âm này rõ ràng chính là thư ký lâm uyển như của mình mà bất quá nhớ rõ trước kia cô rõ ràng không phải như vậy kỳ thật chuyện này cũng bình thường dù sao ngoại trừ lúc đòi tiền anh sẽ gọi điện thoại cho tôi ra chúng ta đã hai năm không gặp rồi lâm uyển như nhìn trình dương nói trình dương không khỏi sờ sờ cầm của mình ngẫm lại thật đúng là lúc trước khi lâm uyển như được tuyển dụng vào tập đoàn hàng đông vẫn chỉ là một sinh viên ngây ngô vừa mới tốt nghiệp căn bản không khiến Trình Dương có chút hứng thú nào. Khi đó Trình Dương chỉ coi cô là một kế toán có thể giúp mình rút tiền bất cứ lúc nào mà thôi. Không nghĩ tới hai năm không gặp, Lâm Nguyễn như thế nhưng đại biến dạng. Bất quá nghĩ lại, Lâm Nguyễn như vốn là một mỹ nhân phôi, chỉ là trước kia mình không có khai cuộc tra mà thôi. Không phải tôi bảo cậu đến công ty kiến trúc Hải Thiên sao? Trình Dương nghi hoặc hỏi Lâm Nguyễn như, lúc này, lâm nguyễn như không phải nên mang theo công nhân xây dựng thi công hiện trường sao trình phó tổng tôi chính là vì hạng mục này mà đến đây thật sự là anh ký hợp đồng lâm nguyễn như từ trong túi sách của mình lấy ra một phần hợp đồng đặt ở trên bàn hội nghị trình dương nhìn thoáng qua gật gật đầu dự án trình dương đòi tiền thật sự chuẩn bị làm dự án trong phòng một đám thành viên hội đồng quản trị tất cả đều sửng sốt ánh mắt nhìn về phía Trình Dương cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Trình Hằng Đông nghe được Trình Dương thế nhưng còn cùng người ký hợp đồng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là đáy lòng đã là vui như nở hoa. Không nghĩ tới chính mình đứa con trai này, hiện tại cuối cùng là thông suốt, vậy mà thật sự đàm xuống một cái hạng mục. Nếu là như vậy, cho dù Trình Dương muốn hai tỷ nữa, hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ. Ai nha, không nghĩ tới tiểu dương vậy mà thật sự đang làm hạng mục vừa rồi ta nói lời có chút quá đáng ta thu hồi thu hồi vương bá nhìn thấy hạng mục hợp đồng sắc mặt không khỏi thay đổi cười ha hả nói với trình dương ông xem ông xem lão vương à đây là điều ông không đúng sao lúc nào cũng lấy mắt già nhìn người tôi đã nói đứa nhỏ tiểu dương này luôn trưởng thành mà tiểu dương nếu muốn làm công trình người làm chú như tôi đương nhiên cũng phải ủng hộ nhưng tôi không có nhiều tiền mặt như vậy chỉ ủng hộ một trăm triệu thôi trần đổng cũng có chút ngượng ngùng nói bọn họ sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của quan niệm có trước tôi vừa vào đã nói tôi muốn làm dự án nhưng các anh không ai tin tôi trình dương nhún vai nói ha ha tiểu dương làm tốt lắm chú chung cũng rất vui mừng tiền đã chuẩn bị xong chú sẽ gọi cho cháu chung sở lương nhìn thấy hợp đồng trên bàn không khỏi vui vẻ ra mặt trực tiếp thao tác trên điện thoại di động một hồi hoàn thành chuyển khoản. Trình Dương nhận được chuyển khoản nhắc nhở cũng không khỏi vui vẻ chỉ cần lão gia tử 500 triệu lại đến sổ sách giai đoạn trước cái này một tỷ coi như là giải quyết. Lâm Uyển Như lai like thật đúng lúc Trình Dương giơ ngón tay cái về phía Lâm Uyển Như Lâm Uyển Như không khỏi sắc mặt biến thành thập phần khó coi nàng tới nơi này mục đích vốn là muốn chất vấn Trình Dương. Phần này hợp đồng căn bản chính là kẻ ngốc hợp đồng giống nhau a. À? Không nghĩ tới tự hồ biến khéo thành vùng, giống như khiến cho một đám thành viên hội đồng quản trị trong phòng họp hiểu lầm, hiện tại cô cũng không dám nghĩ biểu tình của bọn họ nếu như biết nội dung hợp đồng sau đó sẽ như thế nào. Chủ tịch, các vị thành viên hội đồng quản trị, tôi nghĩ các vị nên xem nội dung hợp đồng trước rồi hãy nói. Lâm Uyển như cuối cùng vẫn không nhịn được, nhẹ giọng nói ra. Ha ha vậy ta trước hết xem một chút cái này hình như là tiểu dương tử làm cái thứ nhất hạng mục đi ta đoán chừng khẳng định có chút không ổn chỗ nhưng là người trẻ tuổi nha phạm chút ít sai lầm nhỏ cũng là có thể lý giải hơn nữa cùng hải thiên kiến trúc loại kia cấp bậc công ty cho dù phạm sai lầm tổn thất cũng chung sở lương vui tươi hớn hở cầm lấy hợp đồng trên bàn sau đó lật xem bất quá nhìn nụ cười trên mặt dần dần biến mất tiếng nói cũng im bặt làm sao vậy có phải có chỗ không đủ hay không? Nội tâm Trình Hằng Đông so với chung sở lương kích động hơn nhiều, nhưng hắn đã trải qua thương trường, lại biểu hiện thập phần bình tĩnh, tuy rằng lòng tràn đầy chờ mong, nhưng nhất định phải biểu hiện tỉnh táo không gần sống. Cái này, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Chung sở lương nhẹ xoa mi tâm của mình, ném hợp đồng cho Trình Hằng Đông. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 8 Đây là cái gì thiên phú buôn bán? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhìn thấy bộ dáng chung sở lương Cho dù trình hàng đông sống to gió lớn gì cũng gặp qua Lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương Bất quá trong lòng hàng đông một mực không ngừng nhắc nhở chính mình Đứa con thứ hai này của mình Vẫn là một khối tâm bệnh của hắn Hiện giờ vừa mới muốn làm một phen sự nghiệp cho dù có chút sai lầm, hắn quyết không thể dội nước lạnh cho đứa nhỏ. Coi như là tổn thất mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu, đối với tập đoàn hàng đông mà nói căn bản không tính là gì, chính mình cũng có thể thừa nhận. Lãng tử hồi đầu kim bất khoáng. Mang theo tâm tình này, Trình Hằng Đông chậm rãi cầm lấy hợp đồng trên bàn, chậm rãi xem. Trình Hằng Đông nhìn hợp đồng ngón tay liền không tự chủ được run rẩy lên, môi run rẩy, muốn nói cái gì đó, căn bản không có xem xong, liền đem hợp đồng ném ở trên bàn, bị tức giận nói không ra lời. Hắn có thể tiếp nhận trình dương đầu tư thất bại, có thể tiếp nhận bồi thường tiền, nhưng lại không thể tiếp nhận một phần như thế ngu ngốc hợp đồng. Đây quả thực là đang đưa tiền cho công ty kiến trúc hải thiên. Đáng giận nhất chính là cái gọi là hạng mục khai phá kia, căn bản không có một chút giá trị thương mại. Cho dù không có bất kỳ thường thức kinh tế nào, cũng không có khả năng làm ra hạng mục như vậy. Đây. Đây là hạng mục anh muốn làm. Anh. Anh. Anh là não tàn sao? Trình Hằng Đông suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới từ ngữ quá mức thích hợp, chỉ có thể hình dung Trình Dương như vậy. Dự án này hiện tại nhìn qua có chút không hợp lý, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, tuyệt đối là đầu tư có giá trị nhất. Trình Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi tin cái quỷ nhà anh. Thư ký Tần. Trình Hằng Đông giận dữ mắng một tiếng, sau đó muốn thư ký tần dừng chuyển khoản cho Trình Dương. Đinh Tin nhắn trên điện thoại của Trình Dương vang lên, 500 triệu của ông cụ cũng đã được chuyển vào sổ sách. Chủ tịch, dựa theo phân phó của ngài, chuyển khoản đã hoàn thành. Thư ký tần đẩy cửa đi vào, nói với Trình Hàng Đông. Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trình Hàng Đông cố nén phẫn nộ trong lòng, để tần thư ký rời đi các thành viên hội đồng quản trị còn lại nhìn thấy phản ứng của trình hàng đông và chung sở lương cũng không khỏi tiến lại gần nhau sau đó cầm hợp đồng đến trước mặt mình nhìn biểu tình trên mặt từng người không khỏi trở nên vô cùng đặc sắc không nghĩ tới hạng mục pháo đài tận thế này lại là thật trình dương thật sự không có gạt người có thể nghĩ đến hạng mục này trình dương thương nghiệp thiên phú thật là làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối tiểu dương à sau này cậu cứ ăn uống vui chơi đi buôn bán. Có thể không thích hợp với cậu." Chung Sở Lương suy nghĩ một chút, nói với Trình Dương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy nói cái gì cũng không có ý nghĩa. "Lão Chung nói rất đúng." Vương Bá xem xong hợp đồng, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán chảy xuống, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn quyết định không nói nữa, sự thật hôm nay có chút kích thích, may mắn hắn không có đứa con trai như Trình Dương tốn một tỷ cải tạo một tòa núi hoang cùng một tòa nhà xưởng, vẫn là ở hẻo lánh nông thôn, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi làm quyết định này thời điểm là nghĩ như thế nào sao? Trình Hằng Đông cố nén tức giận, hỏi Trình Dương. Kỳ thật cái này rất dễ lý giải, một khi tận thế giáng lâm, vị trí như vậy mới là tốt nhất, dễ thủ khó công, hơn nữa gần núi lớn, có thể đạt được tài nguyên. Trình Dương mặt mày hớn hở giới thiệu nhưng sắc mặt Trình Hằng Đông lại càng ngày càng khó coi, các thành viên hội đồng quản trị xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Trình Dương càng càng ngập thương hại. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị tập đoàn xóa tên, không hề đảm nhiệm tập đoàn phó tổng giám đốc chức vụ. Trình Hằng Đông lạnh lùng nói, đối với Trình Dương đã hoàn toàn thất vọng. Loại đầu óc buôn bán này, cho dù là có nhiều gia sản hơn nữa, cũng không đủ bại. Từ hôm nay trở đi, vẫn là để cho Trình Dương im lặng làm cái công tử hoàng khố tốt lắm, tối thiểu ăn mười đời cũng ăn không hết. Cha, cha không phải nghiêm túc chứ, con làm như vậy, thật sự là vì. Trình Dương không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới lão gia tử lại muốn động thật. Này 500 triệu coi như ta giúp ngươi chùi đít rồi, từ nay về sau, ngươi không cần lại qua tay tập đoàn mỗi một phân tiền rồi. quyển Như tiếp tục cho ngươi làm tư nhân trợ lý, về sau muốn tiền, trực tiếp đến ta nơi này đến báo sổ. Trình Hằng Đông trực tiếp cắt ngang lời Trình Dương, làm đại lão thương nghiệp, một khi làm ra quyết định, sẽ khó thay đổi. Đây là quyết định muốn đem Trình Dương triệt để đá ra khỏi vòng quyết sách kinh doanh của tập đoàn. Bất quá Trình Dương hiện tại đối với những thứ này cũng không quan tâm, dù sau một tháng sau, tập đoàn cũng sẽ không còn tồn tại. Trình Dương cần là tiền. Tiền mặt. Cha, có làm phó tổng này hay không, con cũng không quan tâm, bất quá con nắm giữ cổ phần tập đoàn, nếu cha đã đuổi con ra khỏi tập đoàn, cổ phần này chiết khấu thành tiền mặt cho con là được rồi." Trình Dương xoa xoa tay cười nói với Trình Hằng Đông. "Cổ phần tôi giúp anh giữ lại, bây giờ anh lập tức đi cho tôi, sau này vĩnh viễn đừng để tôi ở tập đoàn nhìn thấy tên khốn kiếp này." Trình Hằng Đông chỉ vào Trình Dương quát. "Tiểu Dương, đừng chọc ba con tức giận nữa, mau đi đi, chuyện còn lại, sau này hãy nói." Chung Sở Lương trừng mắt nhìn Trình Dương nói cảm giác mình hẳn là cũng không chiếm được tiện nghi, Trình Dương cũng chỉ đành buông tha, bất quá trước khi đi, hắn vẫn chuẩn bị cố gắng một phen. Trần Thúc, ngươi vừa rồi không phải nói muốn ủng hộ 100 triệu sao, ngươi xem khi nào thì chuyển cho ta. Trình Dương hướng về phía Trần Đổng hỏi. Đừng nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ không đầu tư vào dự án này của anh. Chủ tịch Trần tỏ vẻ cự tuyệt. Còn không đi. Trình Hằng Đông trừng mắt nhìn Trình Dương lạnh lùng nói các vị thúc bá tạm biệt chờ dự án của tôi hoàn thành mời mọi người đi tham quan nếu mọi người còn muốn đầu tư nhớ liên lạc với tôi điều kiện không thay đổi trình dương đi tới cửa lại quay đầu nói một câu tiểu dương tử ngươi cũng đừng gây tai họa cho thúc bá là người bình thường ai sẽ đầu tư dự án kia của ngươi vương bá hướng về phía trình dương phất phất tay nói các thành viên còn lại cũng lắc đầu nhào nhào tỏ vẻ mình sẽ không đầu tư Hy vọng mọi người đến ngày đó, đừng gọi điện thoại cho tôi." Trình Dương cười cười, xoay người rời đi. "Chủ tịch, tôi." Lâm Uyển Như nhìn về phía Trình Hằng Đông, nhất thời không biết làm sao. "Đi theo hắn, có chuyện gì tùy thời báo cáo với ta." Trình Hằng Đông hướng về phía Lâm Uyển Như khoác tay áo. Lâm Uyển Như thu hồi hợp đồng, sau đó đi theo Trình Dương ra ngoài, rời khỏi tập đoàn Hằng Đông. Sau khi nhóm Trình Dương rời đi, Trình Hằng Đông không khỏi vô lực ngồi xuống ghế. Hôm nay việc này để chư vị chê cười, thật sự là gia môn bất hạnh, chúng ta tiếp tục đi. Trình Hằng Đông khoát tay với tất cả thành viên hội đồng quản trị, than nhẹ một tiếng. Trước kia hắn còn trông cậy vào Trình Dương có một ngày có thể lãng tử quay đầu lại, hôm nay Trình Dương ra tay hạng một thứ nhất xem như hoàn toàn thất vọng. Hắn có thể cho phép Trình Dương trong quá trình làm hạng mục xuất hiện sai lầm, nhưng không thể cho phép hắn vô não. Lão Trình cũng đừng nản lòng, tiểu Dương còn nhỏ, sau này từ từ dậy đi. Mặc kệ nó làm gì, dù sao đã bắt đầu làm việc, chính là bắt đầu tốt. Chung Sở Lương đến lúc đó rất nhìn thoáng, vỗ vỗ bả vai Trình Hằng Đông nói. Lão Sở nói rất đúng, cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội một chút sẽ trưởng thành. Đúng vậy đúng vậy, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi tập đoàn, hình phạt này quả thật hơi nặng. Còn lại thành viên hội đồng quản trị cũng ở một bên khuyên giải, bất quá ở sâu trong đáy mắt bọn họ lại hoàn toàn là một bộ vui sướng khi người gặp họa. Tất cả mọi người đều cảm thán, may mắn đứa con trai không học vấn không nghề nghiệp này, không phải người nhà bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ cũng không biết, trong tương lai không xa, lúc bọn họ đau khổ cầu xin Trình Dương hy vọng thay đổi quyết định hôm nay cỡ nào. Lúc này Trình Dương đã ra khỏi tòa nhà tập đoàn Hàng Đông, một tỷ tài chính tới tay tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9. Nghe không hiểu tiếng người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ra khỏi tập đoàn hàng đông, Trình Dương trực tiếp để cho Hoàng Mao lái xe, lôi kéo hắn và Lâm Uyển Như chạy tới công trường ở Trấn Thanh Sơn. Thẩm Minh tốc độ thật đúng là rất nhanh, lúc này mới không bao lâu, bỏ hoang nhà xưởng nơi này cũng đã tụ tập hơn 100 công nhân, các loại thiết bị đã bắt đầu tiến vào, vật liệu cũng đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến công trường. "Trình thiếu, ngài đến rồi." Trương Đức Vượng là tổng phụ trách công trình lần này, sau khi nhìn thấy Trình Dương, vội vàng nghênh đón. "Quản lý Trương, động tác rất nhanh nhẹn." Trình Dương vô cùng hài lòng với tốc độ phản ứng của công ty kiến trúc Hải Thiên thẩm tổng đối với lần hợp tác này vô cùng coi trọng, các công trình khác đều tạm dừng, kém không nhiều lắm buổi tối, tất cả công nhân đều có thể đến nơi. Đây là hai loại phương án thiết kế sơ bộ của nhà thiết kế chúng tôi, Trình Thiếu xem thích loại nào. Trương Đức Vượng lấy ra hai bản vẽ triển khai, hỏi Trình Dương. Loại này đi. Trình Dương nhìn thoáng qua, chọn một phương án. Quả nhiên là có tiền có thể dùng quỹ thôi mà, loại phương án thiết kế này nếu đổi lại bình thường không có 10 ngày 8 ngày khẳng định không lấy ra được. Lúc này mới không đến 3 giờ, phương án cũng đã xuất ra hai loại. Sau này Lâm Tiểu Thư sẽ toàn quyền đại diện cho tôi, sau này tìm cô ấy giải quyết, nhanh chóng đẩy tiến độ. Trình Dương giới thiệu Lâm uyển Như cho Trương Đức Vượng. Trình Thiếu yên tâm, nếu như không ấn theo thời hạn giao công, ngài đem đầu của ta vặn xuống làm bóng đá. Trương Đức Vượng vỗ ngực cam đoan. Tốc độ phải nhanh, chất lượng cũng phải tốt, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Trình Dương lạnh lẽo, nói bên tai Trương Đức Vượng. Trình thiếu gia này ngài tuyệt đối yên tâm, xuất hiện một chút sai lầm, ngài lấy tôi ra hỏi. Trương Đức Vượng kề ngực cam đoan. Vậy là tốt rồi, Nguyễn Như, cô thuê thêm vài người hiểu biết, theo dõi công trường cho tôi, nếu có một chút sai sót, cũng không thể tính tiền cho họ. Trình Dương quay đầu lại, nói với Lâm Nguyễn Như. Lâm Nguyễn Như gật đầu, tuy rằng hiện tại cô đã trở thành trợ lý riêng của Trình Dương, nhưng tố chất chuyên nghiệp vẫn còn, loại chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được cô. Hơn nữa hiệu suất của nàng rất nhanh, không đến một giờ, bốn cái kiến trúc phương diện chuyên gia cũng đã đến công trường đi lên bắt đầu giám sát. Lăng qua lăn lại một ngày, ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta đi về trước. Trình Dương thấy hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, nói với Trương Đức Vượng. Trình Thiếu đi thông thả, chuyện trên công trường ngại yên tâm là được bao hết cho tôi trương đức vượng cúi đầu không lưng tiễn trình dương rời đi trở lại nội thành đã là màn đêm mới lên trình dương bụng cũng bắt đầu nổi lên cái trống nhỏ dương thiếu đã đến giờ này rồi chúng ta đi đâu chơi một chút cuộc sống về đêm tốt đẹp sắp bắt đầu rồi tóc vàng hướng về phía trình dương hỏi mỗi ngày đến giờ này trình dương nên bắt đầu hưng phấn nguyễn như muốn ăn chút gì đó bận rộn cả ngày rồi, tôi mời cô ăn cơm bày tỏ cảm ơn. Trình Dương hỏi Lâm Nguyễn Như. Cảm ơn Trình Thiếu, đây đều là công việc của tôi, anh không cần cảm ơn tôi. Nếu không có việc gì, tôi muốn tan tầm. Lâm Nguyễn Như cũng không cảm kích, ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút thay đổi trầm giọng nói. Trình Dương là một hoa hoa công tử nổi danh, tên này mời mình ăn cơm tuyệt đối không có hảo tâm, mình tuyệt đối sẽ không mắc mưu hình như anh có chút khẩn trương trình dương nhìn trạng thái căng thẳng của lâm uyển như nghi hoặc hỏi không không có lâm uyển như nhìn thấy trình dương lại gần mình không tự giác xê dịch bên cạnh cửa xe mọi người hẳn là đều mệt mỏi chúng ta tùy tiện ăn chút gì đó sau đó bảo tóc vàng đưa em tan tầm về nhà trình dương cười cười trầm giọng nói dương thiếu gia đình phú quý thế nào nghe nói gần đây lại có không ít người đẹp tóc vàng cười hỏi đường dành riêng cho người đi bộ phía trước dừng lại chúng ta đi đường dành riêng cho người đi bộ ăn thịt nướng chợ đêm trình dương trầm giọng nói thịt nướng chợ đêm tóc vàng cùng lâm uyển như không khỏi sửng sốt đặt ở trước kia loại địa phương này trình dương làm sao có thể sẽ đi cho dù là xa xa đi ngang qua cũng ngại bên trong quá bẩn coi như là chuyển biến sở thích cái này cũng quá mức đột nhiên. Sau khi xe dừng lại, Trình Dương lại hết sức tự nhiên đi vào quầy hàng chợ đêm phố dành riêng cho người đi bộ, căn bản không có chút cảm giác không thích hợp nào. Ba người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Ông chủ, 50 sâu thịt dê, một con cá nướng, sau đó mỗi món đều mang đến ba sâu, bốn món ăn sáng. Sau khi ngồi xuống, tóc vàng còn chưa nói chuyện, Trình Dương đã thập phần thuần thục gọi đồ ăn. Lông vàng ở một bên trong mắt thiếu chút nữa đều trừng ra, nhìn Trình Dương kia thuần thục động tác, rõ ràng chính là một cái thường xuyên trà trộn ở loại trường hợp này người. Nhưng tóc vàng theo Trình Dương 5 năm, chưa từng thấy Trình Dương tới loại địa phương này. Biểu hiện quỷ dị trên người Trình Dương đã không thể dùng đầu ngã ngốc để giải thích. Mà Lâm Uyển Như ở một bên, ánh mắt nhìn Trình Dương cũng không khỏi xảy ra một ít biến hóa, cảm giác mình trước kia tự hồ đối với Trình Dương có chút hiểu lầm. Dù sao sự tích về Trình Dương, cô cũng chỉ là tin vỉa hè, hôm nay vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Trình Dương như vậy. Phú nhị đại này, tự hồ cùng trong ấn tượng của nàng cũng không giống nhau. Đến đến, đừng khách khí, mùi vị thật đúng là không tệ. Rất nhanh thịt xiên được mang lên bàn, Trình Dương trực tiếp một tay cầm một chuỗi, liền nhét vào trong miệng mình, không có chút hình tượng nào đáng nói. Tóc vàng khiếp sợ há to miệng, không ngừng chớp mắt đây còn là trình dương mà mình quen biết sao lâm uyển như ngược lại còn tốt dù sao lúc trước cùng trình dương tiếp xúc cũng không nhiều cho nên cũng không có cảm giác ra cái gì dị thường nàng lúc trước cũng chỉ là cái học sinh nghèo cho nên đối với loại này chợ đêm quán vẫn là thập phần hoài niệm ngửi không ngừng truyền đến mùi thơm thật đúng là gợi lên nàng tham côn trùng cũng không khỏi cầm lấy một chuỗi bắt đầu ăn quả nhiên vẫn là khói lửa nhân gian xoa dịu lòng người tóc vàng đừng thất thần ăn đi Trình Dương đã ăn đầy miệng chảy mỡ, thấy Long vàng không ăn, lại bắt đi mấy sâu, nói với lông vàng. Ân. Ân. Tóc vàng đáp ứng một tiếng, cũng tạm thời buông xuống nghi hoặc trong lòng mình, bắt đầu ăn. Trước kia tóc vàng ngụy trang thành Trình Dương hồ bằng cẩu hữu cùng một chỗ với Trình Dương, tuy rằng ra vào đều là khách sạn cao cấp khách sạn, nhưng là trong lòng hắn hiểu được, Trình Dương vẫn chỉ là lấy hắn làm người hầu tiểu đệ. Thế nhưng hiện tại, tóc vàng bỗng nhiên có loại cảm giác, Trình Dương là đem hắn trở thành bằng hữu đến đối đãi trong lòng dân lên một tia không hiểu cảm động. Không nghĩ tới nơi này lại gặp được mùi tử đúng giờ như vậy, thật đúng là duyên phận. Ngay tại ba người đang ăn vui vẻ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tràng ngập kinh hỷ thanh âm. Trình Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bàn của bọn họ giờ phút này đã bị ba người thanh niên lưu manh vây quanh. Nói chuyện, là đứng ở ba gã thanh niên phía sau một gã trung niên nam tử trên cổ đeo một cây ngón út to bằng sợi xích vàng lớn mặc một cái hoa kẻ caro áo sơ mi hoàn toàn là một bộ nhà giàu mới nổi trạng thái nhìn thấy ba người cũng không có phản ứng hắn trung niên nam tử trực tiếp lại gần ngồi ở lâm uyển như bên người chỗ ngồi khẽ cười nói mỹ nữ ca ca mời ngươi đi ăn cơm tây thế nào ta không biết ngươi mời ngươi tránh ra lâm uyển như rõ ràng có chút kích động hướng bên cạnh xê dịch muốn cách trung niên nam tử xa một chút ăn cơm xong không phải là quen biết sao người đàn ông trung niên thấy trình dương và hoàng mau đều không nói gì mà biểu hiện của lâm uyển như rõ ràng lại có chút nhát gan lá gan nhất thời lớn hơn dứt khoát trực tiếp muốn đi bắt bàn tay nhỏ bé của lâm uyển như đông một cây vừa mới bị ăn sạch thịt dê inốt ký đột nhiên đóng đinh ở trung niên nam tử cùng lâm uyển như ở giữa trên mặt bàn còn đang không ngừng rung động anh không nghe thấy bạn tôi nói sao, bảo anh tránh ra. Nghe không hiểu tiếng người. Trình Dương lau cái miệng đầy dầu mỡ của mình, lạnh giọng nói với người đàn ông trung niên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Ngươi cùng người khác nói không giống nhau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn chữ ký inốt còn lắc lư trước mặt mình người đàn ông trung niên không khỏi nhướng mày cũng chính là có thêm ba tấc cái này chữ ký khẳng định sẽ cắm vào trong tay của hắn đạp mã ta thấy ngươi chán sống rồi dám uy hiếp đại thanh ca một gã thanh niên đứng ở phía sau trình dương trực tiếp cầm lấy chai bia trên bàn bên cạnh đập xuống đầu trình dương trình dương không nhúc nhích cho dù là hắn muốn trốn cũng căn bản trốn không thoát nhưng hắn biết mình căn bản không cần trốn Lúc chai bia này cách đầu Trình Dương còn có 30 cm, cổ tay của người thanh niên này cũng đã bị tóc vàng gắt gao nắm chặt. Tóc vàng, người tốt nhất thức thời điểm, biết đây là ai không? Đây chính là Đông Thành Đại Thanh ca, xem ngươi bộ dáng này cũng là trên đường lăn lộn, hẳn là biết Đại Thanh ca thủ đoạn. Thanh niên cảm giác bàn tay lông vàng quả thực giống như kiềm sắt, hắn căn bản không thể động đậy, biết gặp phải gốc rễ cứng rắn, vội vàng lấy ra bối cảnh nam tử trung niên đông thành đại thanh. Đại thanh đi theo hát báo kia. Tóc vàng hơi suy tư, nghĩ tới người này. Ha ha, đã biết ta, như vậy hôm nay cô gái này đi theo ta, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh đại thanh lạnh nhạt cười, rút chữ ký trên mặt bàn lên, sau đó ném tới trước mặt Trình Dương. Hắn nhìn ra được, Trình Dương là lão đại tóc vàng. Trình Dương cười cười, không nói gì, trong đầu hắn bắt đầu tìm kiếm tin tức của hát báo hắn không quyết định được ý chí của ta xin ngươi tránh ra bằng không ta liền báo cảnh sát lâm nguyễn như hừ lạnh một tiếng sau đó lấy điện thoại di động ra bất quá lâm nguyễn như còn không có mở khóa điện thoại di động cũng đã bị một gã thanh niên khác cho đoạt đi qua báo cảnh sát tôi ở đây uống rượu với bạn bè cũng phạm pháp sao đại thanh ca trầm giọng cười nói bằng hữu ngươi cũng xứng khóe miệng trình dương hiện lên một nụ cười khinh thường trầm giọng nói tiểu tử ngươi đừng cho mặt mũi không biết xấu hổ có tin hôm nay phế ngươi một bàn tay hay không đại thanh ca nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi hướng về phía trình dương quát hai gã thanh niên khác thấy thế trực tiếp đánh về phía trình dương vung quyền đánh két bùm bùm bất quá bọn họ căn bản cũng không dính vào góc áo trình dương cũng đã tất cả đều bị tóc vàng đánh ngã xuống đất, vốn là cầm chai bia thanh niên cổ tay trực tiếp bị tóc vàng bẻ gãy. Tóc vàng là bảo tiêu chuyên nghiệp, ra tay giống như là gió, đại thanh ca chỉ là cảm giác hoa mắt một cái, tiểu đệ mình mang đến cũng đã toàn bộ ngã. Hảo tiểu tử Còn dám đánh trả, hôm nay các ngươi đừng hồng rời khỏi nơi này. Đại thanh ca không khỏi đứng lên lùi lại vài bước, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng bấm một dãy số báo ca ta là đại thanh a lâm tiểu thư di động của cô tóc vàng thì cầm lại di động của lâm quyển như giao cho lâm quyển như thật ngại quá đã nói mời em ăn cơm lại làm ra chuyện như vậy chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục ăn đi trình dương cười cười đứng dậy chuẩn bị rời đi tiểu tử hôm nay ngươi không đi đâu được báo ca lập tức tới hiện tại cho dù ngươi quỳ xuống xin lỗi cũng đã muộn anh đại thanh chắn trước mặt trình dương hung tợn nói đại thanh chuyện gì xảy ra hát báo vừa lúc mang theo người ở phụ cận đùa giỡn nhận được điện thoại của đại thanh lập tức liền chạy tới hôm nay đụng phải hai thằng chó không có mắt đánh hết người của ta báo ca nhất định phải giúp ta chủ trì công đạo đại thanh ca nhìn thấy hát báo lập tức nở nụ cười nịnh nọt giống như một con chó xù nghênh đón để ta nhìn xem là người không có mắt kia T. Hát báo lạnh lùng cười, sau đó một bước ba lần đi tới bên cạnh bọn Trình Dương, khi nhìn thấy Trình Dương thân thể không khỏi chấn động. Trình. Trình thiếu. Hát báo nuốt một ngụm nước miếng. Thì ra là báo ca, ha ha. Trình Dương nhìn thấy hát báo, không khỏi nở nụ cười, đây không phải là một cái khác thường xuyên đi theo phía sau mông mình vuốt mông ngựa trần báo sao. Trình Thiếu nói đùa, ở trước mặt Trình Thiếu, tôi là cái thá gì? Trần báo cuống quyết khoác tay nói. Báo ca. Đại thanh ca trong nháy mắt bối rối, không rõ tình huống trước mắt. Ba. Trần báo trực tiếp trở tay tác vào mặt đại thanh ca, hai mắt trợn tròn, quả nhiên giống như một con báo đang tức giận. Đồ chó. Lại chọc tới trình thiếu, trình thiếu là ai, đây chính là lão đại của tôi. Trần báo nói đến chỗ kích động, một cước đem đại thanh ca đã lui ra ngoài quỳ rạp trên mặt đất trực tiếp nôn mửa. Trình Thiếu, anh muốn xử lý anh ta thế nào? Trần Báo mỉm cười hỏi Trình Dương. Hỏi vị tiểu thư này, nàng nói như thế nào thì như thế đó. Trình Dương chỉ chỉ Lâm Uyển Như nói. Chị dâu, chị muốn dạy dỗ anh ấy thế nào? Trần Báo nhìn thấy Lâm Uyển Như, trong mắt không khỏi sáng ngời, còn tưởng rằng là bạn gái mới của Trình Dương, cười hỏi. Anh đừng gọi bậy em cũng không phải chị dâu gì. Anh ấy cũng không sao, anh cũng đánh anh ấy, em xem coi như xong đi. Lâm Nguyễn như đỏ mặt, rõ ràng có chút lúng cuốn tay chân, còn lèn lén liếc Trình Dương một cái, phát hiện Trình Dương căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Được rồi, nghe chị dâu, em đánh anh ấy một trận coi như xong. Trần Báo gật gật đầu. Báo ca, việc này giao cho Huynh xử lý là được rồi, mùi mệt rồi, phải về nghỉ ngơi. Trình Dương nhìn Trần Báo một cái nói. Trình Thiếu cũng đừng náo loạn với tôi, ở trước mặt ngài, tôi vĩnh viễn là em trai, ngài đi đi, nơi này giao cho tôi. Trần Báo mỉm cười đưa đám Trình Dương đến trước xe. Đi đâu ăn? Trình Dương hỏi Lâm Uyển Như. Quên đi, tôi không đói bụng, muốn về nhà. Lâm Uyển Như cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cũng được, Hoàng Mau, đưa Uyển Như về nhà. Đúng rồi, địa chỉ nhà cậu ở đâu? Trình Dương biết Lâm Uyển Như nhất định là bị chuyện hôm nay dọa sợ, cũng không miễn cưỡng nữa. Đông Thịnh Hoa Viên. Lâm Uyển nói. Trên đường đi, mấy người đều không nói gì, xe đến Đông Thịnh Hoa Viên, Lâm Uyển Như lúc này mới nhìn về phía Trình Dương. Ngươi muốn nói gì? Nhìn ngươi dọc theo đường đi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Trình Dương nhìn Lâm Uyển Như cười nói. Trình tổng, tôi cảm thấy con người anh có chút không giống với những gì họ nói. Lâm Nguyễn Như trực tiếp mở cửa xuống xe, sau đó quay đầu nói với Trình Dương, sau đó nhanh như chớp biến mất ở cửa đơn nguyên. Dương Thiếu, không hổ là tình trường thánh thủ, lúc này mới một ngày, tiểu cô nương này cũng sắp bị ngươi bắt được, này chợ đêm hàng vỉa hè cùng đại thanh ca, đều là ngươi cố ý an bài đi. Tóc vàng nhìn bóng lưng Lâm Nguyễn Như rời đi, lại nhìn Trình Dương, trong nháy mắt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ anh nghĩ lung tung cái gì bây giờ tôi đâu có rảnh rỗi mau lái xe về nhà nghỉ ngơi cho tốt ngày mai còn có việc phải làm trình dương trực tiếp cười mắng một câu chính mình căn bản cái gì cũng không làm lại còn bị nghi kỵ thật đúng là người tốt khó chịu bất quá tóc vàng hiển nhiên không tin nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều chờ đến khi về đến nhà trình dương phát hiện trong phòng khách nhà mình đèn đuốc sáng trưng người một nhà ngồi ngay ngắn trong phòng khách tự hồ là đang chờ mình trở về. Trình Phong sau khi kết hôn cũng đã dọn ra ngoài ở, hiện tại cũng cùng chị dâu của mình xuất hiện ở trong nhà, phỏng chừng cũng là nhằm vào mình mà đến. Bất quá Trình Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính mình làm ra chuyện khác thường như vậy, nếu như bọn họ cũng mặc kệ không hỏi, mới thật sự là gặp quỷ. Nhị thiếu gia, ngươi đã trở lại, lão gia cùng đại thiếu gia đợi ngươi đã lâu. Tâm tình lão gia không tốt lắm, Ngươi tốt nhất là nhận sai, việc này cũng sẽ qua, dù sao đầu óc ngươi hiện tại không tốt lắm. Lão Phùng đi lên đón, nhỏ giọng nói với Trình Dương. "Phùng bá, con thật sự không sao." Trình Dương lắc đầu, sau đó cất bước đi vào trong phòng khách. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.